Xin chào mọi người, bữa nay Thảo ăn bánh mì nha, bánh mì chả thịt. Này, cái này là Thảo mua nha. Rồi, mời mọi người nha. Cái ổ rất là bự luôn. Bữa nay là họ để nguyên cái họ cầm họ ăn luôn á. Mấy nay thấy mọi người ăn gỏi cuốn xay khổng lồ, xay châu Phi gì đó. Thảo sẽ ăn bánh mì xay châu Phi nha. Nè mọi người thấy ổ bánh mì dài không? Rất là dài đúng không? Bên ăn cố tình mình ăn nguyên cái vậy cho nên không có cắt ra. Trong đây có bỏ ớt á mọi người. Ớt này là ớt xay. Người ta bỏ ớt xay kiểu ngâm chua. Ăn nó chua chua ngon lắm. Cái ổ này là Thảo ăn dư sức nha, dư sức qua cầu luôn á. Ớt này không đủ độ cay Thảo. Thảo rất là thích ăn bánh mì luôn mọi người, cực kỳ mê ăn bánh mì luôn. Cái này là rau bạc hà. Để cho nó đỡ chóng thôi. Để ở bánh mì không thì cái nó chóng quá. Đồ chua người ta làm cũng ngon á. Không biết người ta ché cái sốt gì á mà béo béo ngon lắm.
trắng trắng rồi nói chung là họ không biết nhưng mà ăn ngon. Cái này là họ ăn trưa nha, họ đi công chuyện về á cho nên là không có nấu gì hết, ghé mua bánh mì ăn luôn. Chả với thịt đó mọi người. Ăn cái này uống cà phê sữa đá ha, hết sảy. Bữa nay Thảo sẽ ăn hết ổ bánh mì này luôn cho mọi người coi. Cái này nếu mà mình muốn cái bánh mì nó giòn hơn á thì mua về mình bỏ vô lò nướng một xí bỏ một xí thôi thì cái bánh mì của mình nó sẽ giòn khú lại luôn á. Thấy mọi người mấy nay rần rần cái vụ gỏi cuốn xoài châu Phi ha. Bự lắm. Mình không có gỏi cuốn, mình ăn bánh mì. Bánh mì Việt Nam họ về họ ăn ổ đử hai ổ họ mới đã, họ ăn tầm ổ rượu còn ổ này là họ đã luôn, ngắt ngay luôn, ngắt ngư luôn. Béo béo lắm như có mayonnaise vậy á. Chân ngắt luôn. Họ ăn bánh mì họ thích ăn cái gu, nhiều người không thích nhưng mà họ thích. Cái chỗ này béo mọi người, tại cái sốt nhiều quá.
Một ổ bánh mì, một trái ớt. Sốt nó nằm hết vô chỗ này. Béo quá. Còn miếng chưa hết. Đây có lọ bông hồng, cánh rụng hết trơn. Cánh rụng hết trơn hết trời. Rồi video của Học kết thúc ở đây. Cảm ơn mọi người đã xem nha. Bye bye.